Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn làng On xà No. Mặt trời chết về hướng Tây, nắng nửa chiều nghiêng là lướt trên đôi bờ kinh vĩnh tế. Ánh sáng hanh vàng phủ lên cánh đồng lạ lẫm cỏ cháy đất khô, giải rác mấy cây thốt nốt giả cao lêu nghêu đưa ngọn mặt nước phía trước đầu ghe trầm lặng chảy xuôi bỗng nhăn nhúm bởi mũi ghe lao tới và tiếng máy nổ lạch tạch đều đều vọng vào hàng cây xanh xa xôi mất biệt chị son mở những phần bánh mì mua khi sáng bày trên khoang mời mọi người dùng bữa nhìn những khúc bánh mì cứng ngắt nghĩ bà ngoại sẽ không ăn được kim bối rối ngó bà rồi ngó chị son sắp sửa mở miệng yêu cầu một thức ăn khác thì người chủ ghe tốt bụng đã đem ra đưa bà ngoại chén cơm còn lên khói và cái dĩa nhỏ có khoanh cá lóc kho khô. Bữa cơm chưa xong xuôi, dọn dẹp trên sàn khoang sạch sẽ, ba người đàn bà gầy sòng tứ sắc giao hữu. Mời ngoại tham dự, bà từ chối, lặng lẽ lấy chầu cao ra ngoáy trong khi Nga và Tân hớn hở xuống xít ngồi sát sòng. Một chút nhộn nhịp lóe lên trong ghẹ, tiếng cười vang vang tiếng bạc các khua long cong khi có người được tới. Sự ồn ào nổi dậy từ trong ghe bay tạt ra phía ngoài hòa nhập cùng vùng không khí tĩnh mịch buổi xế trưa. Thỉnh thoảng, một chiếc ghe máy từ phía đối diện chạy qua, hai dòng nước gặp nhau gây thành con sóng lớn rào rạc vượt vào bờ. Đã hơn bốn giờ đồng hồ, ghe lầm lũi đi theo hướng mặt trời lặn. Kim bỏ đến ngồi sát cửa sổ, thọc tay khuấy đùa dỡn nước luồng nước mát ngấm vào lòng bàn tay, một chút sảng khoái nhẹ nhẹ dấy lên trong hồn. Vừa khỏa nước vừa mơ màng dòm bà ngoại tư lự chậm rãi đưa miếng trầu vào miệng, mắt hướng ra phía ngoài, tưởng bà như một khách lạ. Ở hành tinh nào đến nhàn du trái đất, ngồi đó như cố tìm kiếm hình ảnh trong bụi cây đám cỏ loáng thoáng lùi lại đằng sau bóng dáng của một quá khứ nào đã khuất. Trời bỗng nổi gió, từng loạt lá vàng từ những cành cây khô. Những vùng bụi từ hai bên bờ bốc lên cuồn cuộn đổ xuống mặt sông vắng chờ vờ chiếc ghe nhỏ trồng trành của cơn mưa sắp sửa chuyển mình với buổi chiều đột ngột tối sầm như một điểm báo tin giờ tận thế. Ghe lao đào sấn tới khoảng sông phía trước, sông pha giữa vòm trời tối tăm cùng tiếng vọng từ xa của sấm sét đồng thời mưa ảo ảo đổ xuống và màn nước trắng xám đặc phủ trùm trên mặt nước như muốn nhận chìm chiếc thuyền nhỏ khẩm lừ trồi lên hụp xuống giữa dòng. Hàng hàng lớp lớp hột nước tuôn xuống mùi ghe, phủ lên mặt kinh những chùm bọt trắng nối tiếp nhảy đùa trên mặt sóng rồi chìm sâu vào phía dưới. Trong cơn mưa răng mở, ghe phải đậu lại núp dưới một cụm cây lạ mọc cạnh bờ. Ngồi trong mùi dướn nhìn qua kẽ hở của lá cành, hy vọng tìm thấy những gì quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không có gì chờ đợi trong khoảng đất sắp liều thân tìm đến trong một thoáng linh cảm nhạy bén hiện ra trong trí vòm trời tối tăm trước mặt nhiều sự hiểm nguy trực chờ bắt đầu từng phút giây này tự hỏi tại sao đã biết đã nhìn thấy rõ ràng mà vẫn băng mình tiến tới để rồi xót xa cho sự tìm kiếm chỗ dung thân còn mơ hồ giữa vòm trời gió bão mưa dịu bớt ghe rời chỗ đậu âm thầm lướt đi lẻ loi dưới màn nước mong mỏng và khoảng trời tím thẫm hoàng hôn trong khoang một chút ánh sáng nhỏ của cây đèn bão được đốt lên treo bên vách cho thấy mọi người đã nằm ngủ ngổn ngang bên bộ bài tứ sắc còn lộn xộn những con bài sấp ngửa kim vẫn ngồi im lìm bên khung cửa nhỏ suốt cơn mưa dài bên ngoài bóng tối đã chụp xuống mênh mông lạnh lẽo như từ lâu thiếu vắng mặt trời đàng xa loáng thoáng ánh đèn một chiếc ghe chạy ngược trở về. Khi hai ghe đến gần người tải công bên kia nói vọng qua. Phía trước có cướp chặn ghe đó. Tiếng chú Bân hỏi lại. Khoảng nào, có mất mắt gì không? Phía trên đó, không lấy được gì, quơ bậy bạ mấy cây đường thốt nốt. Mọi người trong khoang ngồi rột dậy nhôn nháo, bà chủ ghe thì thầm. Ai có tiền bạc, vàng vòng kiếm chỗ giấu đi nhé. Kim run rẩy, lần tay phía trước bụng lấy ra gói giấy, lúng túng không biết phải giấu nơi nào. Sau một thoáng suy nghĩ, Kim lết về phía lái, bỏ vào rổ đựng chén lấy chồng tô lớn úp lên. Nghĩ thầm, một gia tài nhỏ trong gói giấy đó nếu bị cướp chắc phải quay trở lộn về. Lui vào ngồi lại chỗ cũ lầm thầm khấn cha mẹ phù hộ thoát khỏi sự mất mát. Thấy bà ngoại bò lại phía cái khánh thở nhét vào phía dưới cái gì đó, chú tải công cho máy nổ nhỏ sức chạy chậm hơn. Trong ghe mọi người im thiên thít như những người tử tù chờ giờ hành quyết. Bà chủ ghe ra lệnh. Bần, neo ghe lại chờ một hồi coi sao. Chiếc ghe dừng lại giữa sông. Mưa đã tạnh. Từng loạt gió thổi lướt qua. Những giọt nước đeo đọng trên cành dựa mé rơi lào sao xuống sông. Xung quanh vắng lặng, nghe rõ ràng tiếng cá móng nước hòa với tiếng kêu của ếch nhái của dế run vang lên từ vùng cây cỏ. Thời gian như đứng im trên đỉnh trời còn răng mây xám và hãi sợ một thoáng động của lá cành. Một lúc khá lâu không nghe động tĩnh gì, bà chủ ghe lên tiếng. Không lẽ đậu hoài ở đây? Bân ơi! Cho chạy đi! Máy ghe nổ thật nhỏ và chậm chậm trôi theo dòng với sự lo âu hồi hộp và nhịp tim đập loạn xạ của mọi người trong khoang bỗng tiếng thổ ngữ lồ sổ rợn dùng cất lên bên mé bờ trong tiếng lên cỏ quần nòng súng chú tài công hỏi nhỏ bà chủ mình ghé vô nha không thôi chúng nó bắn đó ghe cặp vào mé mọi người trong ghe im lặng bất động như những xác chết ngồi hai người đàn ông xuống ghe nói với nhau bằng thổ ngữ lục soát từng người một gom góp hết mớ tiền còn lại trong túi của mấy bà bạn hàng đến gần chỗ ngồi của bốn bà cháu, đôi mắt của hai tên cướp sáng hoác long lên khả ố ánh ra chỗ chừa của cái khăn sọc dần bao quanh khuôn mặt. Tên này nói với tên kia gì đó rồi chia nhau lục soát hai người con gái trước. Thấy trong túi nạn nhân không tiền, tên cướp nắn nót tìm kiếm mọi chỗ trong người kim không chừa một chỗ riêng từ con gái. Mòi móc đến nỗi kim phải tránh né chống đối, mắt trừng trừng phẫn nộ tìm kiếm không được gì tên cướp quát lên giọng gầm gừ lỡ lỡ vàng để đâu. Kim thu người vào sát vách ghe lặng thinh, không nghe trả lời, hắn nắm tóc kim quấn hai vòng trong bàn tay, giật mạnh, lườm lườm dò mặt cô gái hồi lâu hắn mới rời sang qua bà ngoại lục lọi tiếp. Đổ hết hai bọc áo quần, rũ từng cái, liếc dọc liếc ngang. Cạnh bên, tên kia cũng làm như vậy, hắn lục lọi ve vuốt khắp người Nga sự va chạm thân xác gây trong lòng hắn nỗi ham muốn về nhục thể đôi bàn tay hắn không ngừng sờ mó thô bạo mạnh tợn cho đến nỗi nga không chịu được phải hét lên và khóc ngất trên bờ đồng bọn bỗng lên tiếng kêu réo hai tên dưới này đành quét mắt một lượt nữa bốn phía chung quanh rồi nhảy nhanh lên bờ bốn bóng người lẫn vào màn đen mất dạng bà ngoại ngó hai đứa cháu gái ngồi cúi đầu qua ánh đèn nhỏ thở dài xót xạ kim ứa nước mắt nuốt xuống lòng mình niềm tủi hận. bà chủ ghe nói. tụi cướp này khốn nạn quá, càng ngày càng lộng, bân, cho ghe chạy mau, ghé om xà no ngủ. độ chừng năm bảy phút thì ghe tấp vào một bến nhỏ cắm xào ngoài xa bởi những chiếc xuồng đậu đặt gần mé nước. bà con sửa soạn lên bờ. dứt lời, bà chủ ghe, chị bạn hàng và chú tài công nhanh nhẹn ra khỏi ghe lên bờ đi mất dạng. Kim bỏ trở lại chỗ giấu cái gói giấy khi nãy nhét vào người. Lúc quay lại, Kim cũng thấy bà ngoại làm như mình. Bây giờ Nga, tần sách hai bọc hành lý chờ đợi bước theo chị. Kim lần bước trong bóng đêm dắt bà chuyển qua chùm xuồng ba lá lắc lư trao đảo. Đến mé, chị Son trực sẵn đưa tay giúp kéo từng người một lên bờ dẫn bốn bà cháu bước thấp bước cao men theo con đường đất với những ngôi nhà lá nhỏ lờ mờ bên bờ trong vòm không gian đen đặc. Đến một căn nhà không xa mấy bờ sông, nhưng cách biệt hẳn với con đường đi do khoảng sân rộng và hàng rào mồng tơi bao bọc chung quanh. Chị Son kể tai Kim nói nhỏ. Nhà của bà chủ ghe cho người đi buôn lỡ đường mướn ngủ. Bỡ ngỡ bước vào cửa, cây đèn măng sông treo phía trên cho thấy một căn và hai trái rộng rãi, cao giáo. Chính giữa nhà một cái bàn cây tròn với sáu cái ghế đầu. Hai bên vách là hai dãy ván lót dài tận phía sau. Hàng chục chiếc ghế bố xếp dựng hai bên trái. Người chủ ghe cũng là chủ nhà đứng sẵn đó từ bao giờ đon đả chỉ vào bên trong. Bà ngoại và mấy cháu ngủ bộ ván sát vách đó với chị Son. Tôi qua nhà bên kia lấy cơm. Mở tủ lấy chiếc mùng vải trắng lớn, vài cái gối mền để lên ván, Bà chủ ghe lại thoang thoát đi ra ngoài. Hai chị em phụ với chị son răng mùng, vắt lên, chờ giờ đi ngủ. Cơm nước xong xuôi, Kim chun lấy cái mền nhỏ xếp nhiều lớp trải lên phần ván dành cho bà ngoại, miệng lầm nhầm, để ngoại nằm sát vách cho có vật chắn an toàn. Tân nằm kế ngoại, rồi Nga và mình, còn chị son nằm phía ngoài án nữ Thiếu gối Kim dùng bọc hành lý gối đầu cho mình và cho em như dưới ghe khi sáng. Không có đồng hồ, không biết giờ giấc, sự mỏi mệt bắt Kim phải nằm xuống. Đêm này cũng như đêm qua, tịt mù vùng đất lạ. Đi đâu đó một lát, chị Son trở về giờ mùng leo lên ván. Đèn tắt, bóng đen đã buông mau xuống căn nhà. Bên ngoài tiếng dế nỉ non, tiếng cành cây cọ quẹt trên mái tôn tiếng đập cánh của rơi và xa xa vẳng lại tiếng chim heo kêu quác quác cạnh bên bà và hai em đã thôi trở mình nhớ lại buổi tối trên ghe nỗi kinh hãi còn lãng đãng trong hồn may mắn không bị phát giác chỗ cất giấu mấy lượng vàng toán cướp là những người nào mà được an lành cướp giật dọc bờ kinh sát cái làng nhỏ này tại sao họ che mặt có thể quen biết với những người đi buôn câu hỏi thốt ra chỉ dội lại trong lòng một sự trả lời còn mơ hồ trong tư tưởng nhắm nghiền hai mắt màu đen ngập tràn trong hốc mắt thần trí lãng vãng sự chết chóc cướp của giết người hé mắt dòm khuôn mặt người đàn bà miên đưa đường như cố gắng đo lường điều man trá chứa ẩn để rồi hoài nghi hiện tại bởi những lần đọc báo trước kia chưa hề rõ tung tích biết sơ sài qua sự giới thiệu của bạn bè nơi quê nhà không còn thân nhân để nhờ giữ số vàng còn lại hầu giao cho nhóm tổ chức dẫn đường khi cuộc hành trình xong xuôi đành phải mang theo trong người và hứa sẽ trồng hết tại nhà họ ở nam vang lo lắng hiểm họa về lòng người nếu họ thông đồng với kẻ xấu liệu bốn người có giữ được tánh mạng kinh hoàng khi nghĩ tới điều bị giết chắc là không thể không phải vậy họ là những người dẫn đường chuyên nghiệp kiếm ăn lẽ nào những ám ảnh ghê rợn và hoạt cảnh của bọn cướp làm sờn, kim lòng muốn trở về. Cạnh bên tiếng ngáy lớn vô tư của chị dẫn đường xoáy vào màn tai. Đêm đã sâu, bốn bể bóng tối mông lung vây bùa, tự dặn lòng cố gắng để phòng mọi bất chắc và gìn giữ người thân. Triển miên với cảm giác rờn rợn, con buồn ngủ cũng đã bắt đầu đậu vào đôi mắt. Bỗng nghe cánh cửa sau động đậy. Mở lớn mắt, một người đàn ông miên với cây đèn dầu trên tay bước vào đứng sững một chỗ liếc cùng khắp gian nhà, cuối cùng hướng về phía bộ ván có người nằm. Kim run bắn người, sợ sệt, lay nhẹ chị Son, nghiêng nhẹ qua phía chị kể vào tai thì thào báo tin có người vô nhà. Chị Son mở mắt dòm về phía cây đèn, nằm yên trong bốn bức vách mùng, hai người theo dõi cử động của gã cầm đèn đang đứng im nghe ngóng. Kim nghe rõ nhịp tim mình đập bình bình chị Son nắm tay Kim bóp nhẹ chấn an. Người đàn ông đó vẫn cầm cây đèn đưa về phía trước, bước từ từ đến bộ ván, kê mặt vào mùng như muốn nghe ngóng hay tìm kiếm cái gì. Thiên Kim vội vàng nhắm khít mắt, chị Son giả đỏ chờ mình, tên người miên lui lẹ ra xạ chờ lúc lâu, hắn nhẹ nhẹ bước tới lần nữa. Chị Son thình lình ứng thinh lên lớn một chàng tiếng miên, hắn thổi đèn, chạy bay ra ngoài mất dạng. Nó sợ chạy rồi. Không dám trở lại đâu. Nó muốn làm gì vậy chị? Tên trộm vặt. Ngủ đi. Một chút yên lòng. Kim chăn trở hồi lâu mỏi mòn cũng thiếp vào giấc ngủ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ vách. Những hình tròn tròn trứng vịt từ nóc nhà soi xuống nền đất. Mọi người đã thức dậy lo phần việc riêng của mình. Kim còn say ngủ. Thằng Tân liến 6 giờ mùng nắm chân chị kéo mạnh bà ngoại khoát tay ra giấu không cho Tân đánh thức. Để chị hai con ngủ thêm một chút nữa. Kêu nó dậy làm gì? Chưa đi bây giờ đâu. Sao ngoại biết? Chị so nói với ngoại mà. Do cái kéo chăn, khi mở mắt vội vàng ngồi lên, chun ra khỏi mùng mỉm cười với em. Nga giúp chị cuốn mùng, chồng gối mền đầy sát góc vách. Chị Son vừa đi vô vừa hối mọi người thay áo quần gom đồ đạc ra chợ ăn sáng và chờ ghe bỏ hàng rồi đi luôn. Thẳng về phía trước, khỏi ngôi nhà độ 50 thước thì đến một cái chợ nhỏ. Tất cả hàng quán bày bán trên một nền đất cao hình chữ nhật. Nhà lồng chợ cũng trên khoảnh đất đó. Sườn nóc bằng cây lợp trồng chất với những tấm tôn cũ kỹ. Xung quanh là những căn nhà lá nhỏ cửa đóng kín. Có thể người ở đó đã ra chợ bán hàng đưa bốn bà cháu đến một cái quán hủ tiếu cà phê chiếm một khoảng lớn ở góc nhà lồng ngồi chỗ bàn có những cái ghế chân thấp vừa ăn vừa nhìn ngắm mây trời chị son trả tiền hủ tiếu căn dặn chờ ở đây và bỏ đi về phía bờ sông những người bán hàng là người miên có lẽ họ đến đây sinh sống sau cuộc ngoại chiến nội chiến đẫm máu không biết nhóm chợ từ lúc nào bây giờ chỉ còn lưa thưa năm bảy người mua bán nên tiếng ồn ào bớt lần mùi ẩm mốc bốc lên từ vũng nước mưa đọng lại tối qua bên trong chợ và hơi nóng của nắng lẫn mùi cát bụi quen thuộc đưa vào khiếu rác giống như mùi riêng của đất nước nơi quê nhà. Trên đất từng khoảnh rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ chuối, lá chuối và bã mía trơ vơ với đàn ruồi bay lên đáp xuống. Một vài người bán hàng đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã sỏ sẵn vào đầu gióng. Mấy đứa nhỏ miên, mình trần ốm tong teo, quần đùi vá víu lom khom trên mặt đất, lượm lặt những cái gì có thể dùng được của những người bán hàng bỏ lại. Hình ảnh đó bày ra trước mắt mường tượng như bức tranh được vẽ lại nơi vùng đất nước vừa mới rời xạ nhìn bao quát ngôi làng nhỏ xác sơ, xung quanh là cánh đồng cỏ cháy. Sau lưng là con kinh rộng di chuyển bằng những chiếc ghe nhỏ, những chiếc xuồng ba lá trông chênh, lẫn lộn người miên và người Việt gốc miên buôn bán qua lại giữa hai vùng biên giới. Những đứa trẻ rốt nát ở đây, trai đi lính như hai người lính đã thấy vừa rồi, gái cũng vậy, làm lụng khổ cực suốt đời như cha mẹ nó. Kim thở dài lắc đầu xua đuổi nỗi ám ảnh của cảnh tượng tàn tệ đời người. Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, hơi nóng từ trên nóc chợ phả xuống hòa cùng mùi ẩm mốc từ dưới đất bốc lên khiến mọi người bắt đầu bức rức. Thằng Tân khó chịu đứng dậy chạy tới chạy lui từ đầu chợ đến cuối chợ không muốn kêu tân sợ gây sự chú ý cho những người chung quanh nga đứng dậy đi về phía tân nói nhỏ gì đó và dắt em về chỗ cũ cũng đúng lúc chị son trở lại đưa mọi người xuống ghẹ ghe rời bến bỏ lại làng om sà no điều hưu với khoảng độ ba bốn chục nóc nhà tranh lá gió hưu hưu thổi chú tài công lầm lì giữ máy bốn bà cháu trong ghe trong mắt nhìn mũi ghe thoăn thoắt rẽ nước lần này ghe chạy mau hơn vượt qua những lùm bụi, bến bờ cho tới lúc trời trạng vạng ghe ghé vào bến phà ních lao. Cũng màn đen bao phủ như hai đêm trước, hối hả theo chị Son tới bến xe đỏ để về thành phố Phở Nôm Penh. Bến xe vắng ngắt, bốn chung quanh đường đi và các ngõ nhỏ lở mờ. Nhà nhà đóng im ỉm trừ một vài hàng quán cửa mở hắt ra vệt sáng vàng khè trên mặt lộ. Liếc một vòng chung quanh vẽ lo lắng, và thất vọng lộ ra ngoài mặt chị son gượng gạo nói hết xe đỏ rồi đi đến quán ăn cơm và kiếm nhà ngủ trọ vào quán chị son nói bằng tiếng thổ ngữ rồi dẫn tới cái bàn phía trong cùng không ai muốn ăn gì chỉ cần uống một chút trà nóng xong xuôi bốn cái xác biết cử động đi theo sự chỉ dẫn ra dấu bằng tay của người chủ quán trong lúc chị dẫn đường đi ra ngoài căn phòng nhỏ sau quán cửa khép hở người chủ quán xô cánh cửa mở rộng rồi bỏ đi. Bốn người vội vàng bước vào, nhờ ánh sáng của cây đèn măng sông trước quán cho thấy khoảng rộng bên trong vừa đủ kê cái giường cây cũ kỹ và chiếc chiếu rách nhăn nhúm như nát trên mặt giường. Ôm hai bao vải hành lý trong người, kim dìu bà ngoại và ra hiệu cho hai em ngồi xuống giường mặc dầu gión rén nhẹ nhàng tiếng kêu răng rắc vẫn phát ra của những thanh tre phía dưới. Độ nửa giờ, chị Son trở lại dắt ra khỏi quán hối hả đẩy tất cả lên ngồi chen chúc băng ghế sau của một chiếc xe nhà chị ghé ngồi băng giữa với một bà già miên và cô gái xe chạy được một quãng đường chị son quay lại đưa tay ấn mấy chiếc nón lá để trước người của nga xuống dưới chân trong xe không ai nói gì sự yên lặng làm tăng thêm bầu không khí nặng nề và sợ sệt không lâu tới một trạm xét người đàn bà ngồi chỗ tài xế đưa tờ giấy gì đó cho người lính chặn xe người lính khoát tay cho xe đi, tiếng thở ra thật lớn từ phía chị son cho hiểu mối lo lắng trong lòng đã được giải tỏa. bây giờ kim mới dám tròn tới phía trước hỏi. chị son, xe của ai vậy. xe của bà cán bộ đi công tác về, may mắn lắm bà mới cho quá giang. có tiền không? chị son cười và nói. trên đời, không tiền không làm gì được xe chạy vào giữa hai dãy đèn trên con đường dẫn đến thành phố. bà cán bộ quay xuống nói một chàng tiếng miên, chị son đáp lại cũng một chàng dài trong đó có tiếng sài gòn. tò mò, kim hỏi. bà đó nói gì vậy, chị nói gì có sài gòn trong đó. bà hỏi chị xuống đâu, chị nói, cho xuống cầu sài gòn. xe đã bắt đầu chạy chậm và rể rể, rồi ngừng hẳn ở lề đường bên tay phải có cây cầu lớn dài bằng xi măng bắt qua sông. Dưới sông lố nhố nhiều ghe nhỏ, ghe lớn cấm xào phía bên này và bên kia cầu. đây là cây cầu có tên sài gòn của thành phố nam vang mà những bà chủ ghe thường cho ghe ghé tại bến cầu này để dễ lên hàng, xuống hàng từ tỉnh châu đốc đến. mấy bà cháu chồm người tới trước trong tư thế chờ đợi hai mẹ con người đàn bà miên bước xuống, ra khỏi xe. Thình lình một bà già nắm đầu đứa con gái mình vừa tát mạnh vô mặt vừa la lối om sòm. Người đứng gần xúm lại bao quanh chiếc xe, chỉ cho, bàn tán. Chị son lật đật lôi bốn bà cháu tuôn mau xuống đất, kéo ra khỏi đám đông, đón xe lôi về nhà trong sự vội vã. Xe chạy qua mấy con đường vắng vẽ mường tượng như ngoại ô rồi dừng lại trước một lối mòn sầm uất sau dặn cây giả thấp thoáng ngôi nhà sam sám kiểu nhà sàn của đồng bào thượng nhưng vài thứ khác biệt là cửa, vách bằng cây và mái lợp ngói. Ngước mắt dòm lên từng cao, bầu trời đục đục u ám, xa xa vài ngôi sao lạc lõng nhấp nháy soi mập mờ mảnh đất lạ lẫm dưới chân. Kim dùng mình, nỗi ám ảnh cướp bóc, hành vi khả ố trên ghe đêm qua, một chút ngao ngán dấy lên, ái ngại về đoạn đường sắp tới của bốn người. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn chú hai khoánh. Đây là hòn móng tay, cách bờ biển hơn 20 cây số ngàn. Tàu ngoại quốc thỉnh thoảng chạy qua lại ngoài xa xa. Ghe đánh lưới, ghe buôn lậu ít khi nào ghé vì trên hòn chỉ có một ngọn suối quá nhỏ, cạn khô khi trời vừa trở nắng. Ấy thế mà hai khoánh ra đây, sống lay lắc từ bốn tháng trường. Anh ta kéo chiếc ghe lên bãi, che giấu cẩn thận trong bụi cây đầy gai. Cái ngày trở lại đất liền, sống chung với xã hội loài người còn xa lơ xa lắc. Kẻ tù vượt ngục dường như sẽ được ân xá, nếu hắn trốn thoát vòng tập nã của nhà nước Pháp suốt 20 năm. Hồi bị giam ở khám đường rạch giá, hai khoánh nghe một bạn tù giảng giải như vậy. Hai khoánh chưa vội tin vì người bạn ấy nào phải quan tòa hay thầy kiện mà giành luật lệ tại sao nhà nước ân xá nếu mình trốn được hai chục năm người bạn đáp vì suốt thời gian ấy mình ân hận ăn không ngon ngủ không yên nếu mười bảy mười tám năm trôi qua mà mình còn hung bạo cố lì thì tới năm thứ mười chín hai mươi mình cũng sám hối nghe lời hữu lý ấy hai khoánh cương quyết tẩu thoát thừa lúc bọn lính mã tà dẫn đi nhổ cỏ trong vườn bông của ông tránh chủ tỉnh anh ta cảm ơn rồi chạy nhanh ra bãi biển, cưới chiếc ghe lưới, sổ buồm, nhờ gió đưa ra hòn móng tay. Lâu ngày xanh buồn bực, anh ta lén vô bờ, ăn trộm gà vịt, xúc gạo của dân miền duyên hải để rồi trở ra hòn móng tay, nơi hoang vu chẳng một bóng người. một sáng, khi thức dậy, hai khoánh nằm trên vổ đá khá cao chợt thấy có một chiếc ghe chạy thẳng vào bãi. từ dưới ghe, một người cao lớn, mặc quần áo đen bước lên, tay sách vật gì giống như cái vali. Người nọ dây lại, vẫy tay, tức thời chiếc ghe nọ quay mũi chạy trở về mất dạng phía đất liền. Hai khoánh rất đỗi vui mừng. Người nọ nhất định không phải là mật thám hay lính má tà theo dõi tung tích của mình. Chắc hắn ta buôn lậu, bị tàu đoàn dượt nên lên hòn móng tay để ẩn thân, giấu mớ vàng hoặc á phiện. Không bỏ lỡ cơ hội, hai khoánh lập tức theo dõi kẻ lạ mặt. Hắn theo con đường mòn duy nhất mà hai khoánh đã dọn sẵn. Độ nửa giờ sau, nhờ rình núp sau tảng đá khá to, hai khoánh nghe tiếng lá khô xào xạc. Hắn lú ra, gương mặt mệt nhọc, đưa hai bàn tay ôm cái vali trước ngực. Phải là vật nắng đôi ba chục ký lỗ. Hắn trông lạ quá, mắt xếch, cường tay xăm mình con rồng. Từ hồi nào tới giờ, mình chưa gặp hắn lần nào. Bỗng dưng khách lạ dừng bước, hai khoánh nín thở, ngỡ rằng hắn đã đánh hơi, hổ nghi có kẻ đang rình. Nhưng hai khoánh lầm to, khách lạ cúi mặt, bước vòng quanh để khỏi đạp lên một con cuốn chiếu. Con cuốn chiếu thu mình, khoanh tròn như khu ốc. Hắn nhặt nó, đưa lên mũi hửi rồi khom lưng thả nó trên chiếc lá khô. Hắn leo lên ngọn cây thao lao, một tay vịn nhảnh cây, một tay nắm quai chiếc vali. Hai khoánh hiểu rằng hắn quan sát địa thế, tìm nơi an toàn nhất. Rồi hắn chờ xuống đất, cố sức trèo lên gành đá trắng. Được rồi, mình đi non theo, hắn sẽ giật mình. Hắn như con cọp hoang. Trước khi đánh cọp, mình nên biết cọp làm ổ chỗ nào rồi mới điệu hổ ly sơn. Chờ khi hắn khuất dạng, hai khoánh trở về động đá dưới sườn đồi lục lạo mớ cơm nguội còn sót trong nồi đất. Đêm đến, anh ta nằm co chịu lạnh, không dám đốt lửa. Hôm sau, hai khoánh mặc quần rách, ở trần, lên bờ suối hái mớ rau má, chặt ống tre lổ ô để đựng nước. Từ phía sau lưng, hai khoánh chợt nghe tiếng gọi. Chú em ơi! Người vừa gọi chính là hắn. Hắn cũng ở trần, ngồi dựa lưng vào bó củi khô. Hai khoánh hỏi nhanh. Ủa? Ai đó? Rồi lộ vẻ sợ sệt, để khách lạ đừng chạy đi chỗ khác. Hắn đưa tay ngoắc, với thái độ đàn anh kể cả, nói đúng hơn là hắn tự phong trước chúa đảo. Khách lạ mỉm cười. Vậy mà tôi tưởng ở hòn móng tay này chẳng có ai, trừ tôi ra. Hai khoánh gật đầu. Tôi cũng nghĩ như đại ca vậy. Rẻ đâu còn người thứ hai là đại ca. Đại ca tới đây hồi nào? lập nghiệp bao lâu năm ở sườn đổi phía mặt trời lặn hay phía mặt trời mọc? Đại ca có vợ con gì chưa? Khách lạ bèn móc trong túi đem ra gói thuốc dê, vét mớ thuốc nát, chia cho hai khoánh một điếu. Khách giới thiệu. Tôi vừa giết vợ. Rồi lầm bẩm nhìn trong chọc vào mắt hai khoánh. Giết vợ rồi giết luôn con. Hai khoánh kêu lên. Ngán quá, vợ con của ai? Của tôi chớ của ai? Ông già vợ tôi đánh mõ, chi hô. Nửa đêm, xóm giềng sách gậy, sách hèo tới vây bắt. Tôi ra bờ biển, mướn người đưa ra ngoài hòn để ở tù theo ý muốn của mình. Còn chú em? Dạ, tôi ăn cắp vặt trong xóm vì túng tiền, thua cờ bạc, nợ nần kêu réo. Chủ nợ thưa tôi, tôi ở khám rách giá, chạy ra đây, khách lạ nhướng mắt. Giỏi thật, nhưng khi trốn, chú em có giết bạn tù hoặc lính của tù không? Không, khách đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hai khoánh. Xin lỗi, thế là chú em, phải là em nuôi của tôi. Tội của chú em nhẹ quá, bất quá, nhà nước Tây trồng án. Hồi đó chú em bị kêu án mấy tháng? Hai năm. Mai chiều, rủi ro về gì chú em ở bốn năm, chồng án gấp đôi, còn tôi đây thì. Bấy giờ, hai khoánh tung ra luận điệu, nếu trốn thoát suốt hai mươi năm thì kể như trắng án. Khách lắc đầu. Chú em ở đâu? Hai khoánh đáp thật tình, cố ý mời khách lạ đến hang đán của anh ta để rồi sau đó, anh ta đến thăm viếng xã Giao, dò xét kết xào huyệt. Có chiếc vali quá nặng của khách, vừa bước vào hang khách mừng rỡ quá mức, thấy món gì cũng thèm. chuối chín hà, cho vài trái coi, chuối ở đâu vậy. tôi mới trốn ra đây vài bữa, cơm gạo, áo quần, thức ăn. món gì cũng thiếu, còn thứ gì ăn được nữa không. hai khoánh cố che giấu sự khinh bỉ đối với anh chàng đại ca nhỏ nhen ấy. nhưng gây gỗ, giảng luân lý với kẻ giết đàn bà, giết con nít là điều ngu xuẩn hơi đâu khẩy đờn vào tai châu múc nước đổ lá môn phải tương kế tựu kế áp dụng triệt để câu quân tử tham tài tiểu nhân tham thực dạ tôi vừa gài bẫy bắt được một con gà rừng buộc giỏ nó ngoài gốc cây cho tôi mượn hai khoánh chẳng tài nào chịu đựng nổi con người khả ố đó nữa để tôi ăn chứ nếu thèm đại ca chia nửa con tôi muốn ăn bộ đồ lòng gà vừa nói, khách lạ vừa bước tới, vặn họng con gà rừng, rút trong lưng quần đem ra một cây dao con chó, mổ bụng gà, cắt gan, ruột và thịt nạc ở đùi. khách tử giã, hôm sau khách lại tới viếng hai khoánh. còn gạo không, chừng nào chú em vào trong bờ mua gạo. hai khoánh đáp. già, dạ, sáng mai. nhớ kiếm cho tôi một hộp sữa bò, một cân bột nấu chè ăn chơi hai khoánh cau mày. già, dạ, tôi ăn cắp gạo của thiên hạ, sữa bò và bột là những món phải mua tại tiệm quán, lúc ban ngày, với tiền bạc sòng phẳng. khách lạ gãi lưng sột soạt. dễ quá, tôi chỉ chỗ dùm chú em, ở xóm rạch rồng, tiệm quán bán tới khuya, tư bể vắng vẻ. tôi thèm sữa bò quá chừng quá đỗi, chú em phải đi gấp, bằng không thì đừng vác mặt trở về hòn móng tay này. Cực chẳng đã, tôi phải nhờ chú em. Chẳng lẽ tôi lén về để họ nhìn mặt, bắt bỏ tù mãn đời. Tôi muốn sống chừng, 15 năm nữa. Ờ, đúng 15 năm nữa là đủ. Ô ô o. Ô ô o. Hai khoánh xuống ghe, trương buồm. Bao nhiêu công chuyện quan trọng to tát mà anh ta cần thực hiện. Rõ ràng khách lạ nọ là kẻ gian mà không ngoan hắn thú nhận đã giết vợ con, quê quán ở rạch rồng, người ở rạch rồng có thể nhìn mặt hắn. Vali của hắn chứa một số vàng bạc hoặc á phiện lậu dù cho hắn, ăn chơi đến 15 năm ròng rã. Vừa tới rạch rồng, hai khoánh đến tiệm tạp hóa, uống liên tiếp hai chén rượu. Việc sát nhân của khách lạ còn nóng hổi, dân chúng bàn tán xôn xao. Đại khái, khách lạ nọ tên là Nguyễn Văn Hy, làm mướn cho ông chủ tân nhờ ăn nói có duyên tên hy tư tình với cái gái chủ nhà cô gái nọ mang thai để cứu vớt danh giá cho dòng họ chủ tân đem con gái gả cho một phú thương tuổi hơn năm chục đã chết vợ tên hy buồn giàu, bỏ xứ đi bặt tăm tích bốn năm sau tên hy lại xuất hiện giết người tình và đứa bé hai khoánh hỏi người chủ tiệm nhà ông chủ tân gần hay xa. Cái nhà ngói ba căn hai trái kia kìa. Thằng Hy hèn hạ quá. Chủ quán nói. Nó hèn nhưng nó có tài cao bay xa chạy nên nó cứ sống nhăn hoài. Nghe đâu ông chủ tân đặt giải thưởng 500 đồng cho ai điểm chỉ nơi tên Hy ẩn náu. Thế là hai khoánh vững bụng. Anh ta sẽ điểm chỉ tên Hy để lãnh thưởng, để loại trừ một kẻ giết vợ giết con để thanh toán một người bạn quá tham ăn, bóc lột kẻ yếu thế. Hai khoánh lầm bẩm. Nếu không mang tội giết người, tên hy còn hung dữ gấp mười. Mình làm một việc, nhân đạo, đoái công chuộc tội. Đến nhà ông chủ tân, hai khoánh lân la, tự giới thiệu rồi trình bày kế hoạch. Chủ tân mừng quính vì hai khoánh tả rất đúng hình dáng kẻ sát nhân, mắt xếch, có xăm nơi bắp tay. Chỉ có một chi tiết khó hiểu, chiếc vali đựng vàng hoặc á phiện lậu đã cho tên hy sống trên nhung lụa suốt 15 năm. Chủ tân nói gì vào tai hai khoánh? Tôi hứa chia phần nửa cái vali á phiện đó với chú em. Hạ được thằng Hy, tôi hạ dạ rồi. Điều quan trọng là đừng cho ai biết nó mang cái vali kẻo thấu tai chủ quận, chủ tỉnh. Tôi gửi chú em đi châu đốc, quốc dãy tại núi dài nơi nhà người bà con ở núi dài dân trên núi sống thành thơi tây tà chẳng bao giờ dám tới xét giấy thuế thân với phân nửa vali á phiện chú em sẽ mua đất trở thành điền chủ hai khoánh cau mày tôi chỉ buồn buồn thiên hạ sẽ đàm tiếu họ khinh khi cho tôi là đứa phản bạn chủ tân cười giòn giã chú em kết bạn uống máu ăn thể với nó hồi nào mà sợ thần thánh, hoặc lương tâm cắn dứt. Dễ quá, lúc về già, chú em cất một cái am ở núi dài, tha hồ ăn năn sám hối. Và lại, đạo Phật, đạo Lão đều dạy mình trừng trị kẻ gian tà. Nhà nước Tây Bắc tư hy bỏ từ vài mươi năm chớ đâu chặt đầu, xử bắn nó. Tối hôm ấy, hai khoánh vạch ra một kế hoạch khá tinh vi. Tên Hy luôn luôn đứng trên gành đá trắng để theo dõi những người lạ mặt bước chân lên hòn móng tay. Hai khoánh về hòn trước một mình, mang theo đậu xanh, sữa hộp và thuốc hút. Nó là đứa ham ăn, gặp đồ ăn, nó mừng quính. Sẵn dịp, tôi lên chốt hòn, thăm viếng xào huyệt của nó. Ông dẫn bọn gia nhân tới sau, cho ghe cặp bãi lúc ban đêm. Ông cứ tới hang đá của tôi. Dọc đường, hễ đi được năm sáu bước là tôi bẻ một vài đọt cây để làm dấu, phải tìm cho được cái vali của nó. chủ tân nói. nghĩa là tối mai tôi ra hòn, sáng mốt, tôi theo dấu, tới hang của chú em rồi lên gành đá trắng, xào huyệt của thằng hy. tôi nói thêm một điều này cho chú em vui mừng, thằng hy không biết võ nghệ. nó chỉ có tài phóng dao mà thôi, phóng dao chỉ có kết quả khi nào hai người đứng cách xa chú em nhớ coi chừng cây dao nó giấu đâu đó. Tôi mang theo hai người võ sĩ, bạn cũ của thằng Hy. Hồi xưa, thằng Hy đánh lộn, vật lộn thua xa hai người đó. Ô ô o. Ô ô o. Hai khoánh ngồi trong hang mà chờ đợi. Anh ta đoán chừng, ông chủ tân và bọn gia nhân đã có mặt tại hòn móng tay từ hồi hôm. Tại sao tên Hy chưa rời gành đá trắng xuống đây? hay là cơ mưu đã bị tiết lộ. Ngoài cửa hàng, kia, tên Hy đứng thấp thoáng, hai khoánh mừng quính, kêu to. Anh Hy! Tên Hy trợn mắt trong một thoáng rồi giữ vẻ mặt hồn nhiên bước vào. Hai khoánh nghe chống ngực đánh thình thịch, nhận rằng mình đã vô ý, gọi hắn đích danh, hắn có thể nghi ngờ. Vừa vào hang, hắn hỏi nhanh. Sữa bò đâu? tôi thèm thứ đó quá. hai khoánh trao cho hắn hai hộp sữa. lát nữa mình khui ra, uống mỗi đứa một chén, bổ khỏe lắm. đâu được, mình đem sữa bò lên gành đá trắng dự trữ phòng khi đau ốm. sữa bò là vị thuốc, sao, ở rạch rồng, thiên hạ làm ăn vui vẻ chứ, có ai nhắc tới tên tôi không. dạ, tôi lén ăn trộm rồi về sợ ngoài này đại ca nóng lòng trông đợi. Đói bụng quá, đại ca có món gì ăn sốt dẻo không? Có gì đâu, bây giờ mời chú em lên gành đá trắng thăm mấy nhà cửa của tôi một lần cho biết. Tụi mình sẽ uống một vài hớp sữa cho khỏe. Hai khoánh mừng ra mặt, anh ta đi theo sau tên hy. Thỉnh thoảng, hai khoánh với tay, ngắt một vài đọt cây, bỏ lại sau lưng để làm dấu cho chủ tân theo dõi đến cách gành đá trắng chừng mười bước, tên hy ngồi xuống. Chú em mệt chưa. hai khoánh sinh nghi phải chăng hắn rủ mình lên thủ tiêu cho gọn. tên hy sắn tay áo, cầm hai hộp sữa bò, nhìn nhãn hiệu rồi cười giòn. chú em đừng sợ sệt, lát nữa tôi chết. hai khoánh hốt hoảng. dạ, đại ca đừng nói bậy. chú em ngồi xuống chú em làm gì mà biết tôi tên hy đừng nói dối với kẻ sắp chết như tôi chú em phản tôi kêu thằng cha chủ tân ra đây hả nói xong tên hy lắc đầu tiếp lời sao chủ tân nói sao nó nói tôi giết ai hai khoánh cúi mặt im lặng tên hy rút cây dao con chó nạt to nói thật đi chủ tân nói tôi giết ai dạ dạ nó nói đại ca giết vợ rồi giết luôn đứa con mới ba tuổi. Tên Hy cười sặc sụa. Chú em là... Đồ con nít, bảy mưu điệu hổ ly sơn, để chiếm đoạt cái vali hả? Chừng nào chủ tân tới đây? Nói mau. Dạ, lát nữa ông tới. Rồi hai khoánh chắp tay lại. Em có tội đáng chết. Xin đại ca trốn tránh đi. Em chịu trách nhiệm với chủ tân thà là nhà nước Tây bắt em bỏ tù chồng án. Em đâu dám để họ bắt sống đại ca. Tên Hy chẳng cần nghe lời năn nỉ của hai khoánh. Hắn trèo lên gành đá, nép mình rồi trở xuống. Nó tới bây giờ, nó đi với hai thằng thầy nghề võ. À, lát nữa chú em dẫn nó qua cái hang của tôi. Đây nè. Hai phút sau, hai khoánh chố mắt, thấy một đứa bé mạnh khỏe chừng bốn tuổi đang bú tay trong hang, có manh chiếu nhỏ, cái gối nhỏ. Thằng bé chạy lại ôm chân hy. Tên hy hôn nó rồi trao cho hai khoánh. Hai khoánh run tay. Trời, đừng cãi lời tao. Nó nằm trong cái vali của tao đó. Nó là cục vàng, là cục á phiện lậu của tao đó. Đem nó trả lãi cho chủ tân. Nó ăn cực không được. Nó đòi ăn chuối chín, ăn gan gà. Suốt đêm, nó dứt sữa rồi mà còn đòi bú. nói xong, tên hy chép miệng. hai khoánh mày tệ quá. hai khoánh ôm mặt khóc, tên hy tiếp lời. khóc làm gì, mỗi lần mày học khôn như vậy là một phen giết hại thiên hạ, tao đi đây. ô ô o. ô ô o. đoàn người trở xuống sườn núi, ông chủ tân bồng đứa cháu ngoại, hai tên võ sĩ cúi đầu, hai khoánh nhìn giáo rác ra phía sau. Bỗng nhiên, hai khoánh ôm ngực, ngã xuống. Chủ tân la hoảng. Nằm xuống, nó tấn công. Tên võ sĩ thứ nhất đỡ hai khoánh. Thằng Hy trồ tải phóng dao bay. Giỏi thiệt. Chủ tân nói gắt. Thằng Hy, nó là đồ chó chết. Trời hại nó. Tên võ sĩ thứ nhì trợn mắt, đừng chửi thằng Hi. Kia, nó chữ ai? Từ trên gành đá trắng, một bóng người lảo đảo rơi tõm xuống biển sâu thẳm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cậu tôi. Cậu là em mẹ tôi. Thời kháng chiến chống Pháp, cậu đi bộ đội. Hòa bình lập lại năm 1954 cậu chuyển ngành sang làm ngoại thương rồi sau làm ngoại giao. Nhờ có ít chữ nghĩa có được từ quốc học Huế. Hồi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng cậu ghé thăm bố mẹ tôi, biếu một vài thứ quà lặt vặt sau chuyến công tác nước ngoài nào đó. Có lần đi Bắc Kinh về, cậu kể là nhà bên đó cao lắm, mình đứng ngoài đường ngẩng đầu nhìn lên là mũ rơi ra đằng sau. Tôi cứ nhớ mãi chuyện này, sau thế cái nhà nào cao tôi cũng thử dương mắt nhìn lên xem có rơi mũ không. Mới hay là cái nhà chỉ cao dăm tầng mà anh đứng dưới chân nhà nhìn lên thì mũ cũng rơi được ngay cậu lấy vợ theo mô tiếp phổ biến trong cán bộ thời đó lấy thành phần chứ không phải lấy vợ anh nguồn gốc tạch tạch xe lấy được một bà thành phần cơ bản là rất tốt bấy giờ người ta nói lóng tiểu tư sản là tạch tạch xe ngụ ý mấy người tiểu tư sản lập trường không kiên định như dây pháo lép một trái xe mấy trái tạch tổ chức giới thiệu cho cậu một bà cán bộ phụ nữ xã mãi tít trên phú thọ tôi cứ băn khoăn hay bà này là em hay cháu ông cán bộ tổ chức cơ quan cậu? Hai vợ chồng cậu là hai cực đối nghịch. Cậu thư sinh, bà vợ thô kệch. Cậu lịch sự, bà vợ đỉnh đoảng. Có lần cậu đưa vợ về chơi Hà Nội, ghé thăm chúng tôi. Cả nhà đang xuống xít vui vẻ nói chuyện bỗng mợ tụt quần cô em gái 9 tuổi của tôi đang đứng bên cạnh hóng chuyện, xem ở trong quần còn có gì nữa không. Mợ cười rất thật thà, Nghe họ bảo ở thành phố trẻ con cũng mặc quần xịp. Con bé khóc nức nở, dỗ mãi mới nín. Ấy thế rồi họ cũng sinh con đẻ cái, có lẽ nhờ một năm cậu về thăm vợ đôi ba lần. Thường thì cậu ở Hà Nội, trong một căn hộ độc thân có 18 mét vuông, đầu giường đơn của cậu. Đúng hơn là cái phản gỗ bộ đội, có cái hòm gỗ, trong đó có bếp dầu, mắm muối, gạo và một ít mì chính. Đến bữa, cậu mở khóa hòm, lôi bếp dầu ra nấu cơm. rau muống cậu không bao giờ luộc hay xào mà hấp trên cơm để đỡ tốn dầu hòa và cũng đỡ mất công lâu lắc. một ngày cậu nấu một lần, ăn sáng xong lấy một ít cho vào cặp lồng chưa ăn ở cơ quan, còn lại tối về ăn nốt. mẹ tôi thấy thế, thương cậu, nói chủ nhật ghé qua nhà chị chơi với các cháu, thực ra là để làm cái gì đó tươi tươi cho cậu ăn. khác với nhiều cán bộ thời đó, và cả thời nay, cậu không tìm cách xin cho vợ con về Hà Nội. Khó gì đâu, xin cho vợ về làm một chân cấp dưỡng hay làm tạp vụ là trong tầm tay của cậu, nhưng tính cậu khí khái, không muốn phiền hà ai và cũng không muốn quỵ lụy xin sỏ ai. Vì vậy con cái cậu cứ lớn lên ở quê, học hành được đến đâu thì học, cậu chẳng thể kèm cặp chúng nó được phút nào. Bây giờ đứa thì đi công nhân, đứa đi trung cấp, ở khắp ba miền đất nước, có gia đình riêng hết cả rồi. Nói như thế, chắc bạn đọc hiểu là cậu đã già rồi, năm nay ngót nghét 80. Khi về hưu, cậu vẫn sống trong căn hộ độc thân ở khu tập thể của cơ quan. Mấy năm sau, cơ quan có chủ trương đập nhà tập thể đó đi, xây lại cho đàng hoàng to đẹp hơn, nếu cậu chịu khó đợi xây xong sẽ được cấp lại căn hộ ngon lành. Nhưng vì không có tiền cậu chấp nhận phương án đền bù giải phóng mặt bằng 18 triệu và thế là hết nơi tá túc ở Hà Nội. Cậu về Phú Thọ ở, mỗi tháng đáp tàu hỏa về Hà Nội một lần. Ngày mồng năm họp chi bộ tổ hưu, mồng sáu tham gia sinh hoạt tổ thơ sông Tô, mồng bảy đi lĩnh lương hưu. Những ngày đó cậu ở nhà tôi. Nhà tôi không rộng nhưng có một phòng chuyên dành tiếp khách từ xa đến. Cậu chỉ ngủ ở nhà tôi, cả ngày cậu đi mấy cái sinh hoạt kể trên. Nói chung cậu không gây phiền hà, xáo trộn gì cho cuộc sống gia đình chúng tôi, khác hẳn với cậu Tú. Cậu Tú là em sau cậu Toại, cũng đi bộ đội, bị thương về an dưỡng ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa rồi làm hiệu trưởng suốt đời trường cấp một ở đấy và cũng lấy một bà nông dân như cậu Toại. Mỗi lần cậu Tú ra Hà Nội là cả một chuyện kinh hoàng. Mỗi bữa phải lo cho cậu một chai nửa lít quốc lùi tiền thì không đáng bao nhiêu, nhưng trông chứa mắt lắm, nhất là bố tôi lại rất ghét uống rượu và những ai uống rượu, nhưng mình phải chiều khách chứ biết làm sao. Khổ nhất là cậu hút thuốc lào, thổi phì bã tàn thuốc bay khắp sàn, cạn trẻ cậu cũng vô tư hất xuống nền nhà lát gạch men. Cái nền mà hai anh em chúng tôi phải thay nhau lau mấy lần hàng ngày để tối tối còn lăn ra ngủ trên đó. Có lần cậu vào nhà tắm, đứng trong đó cả tiếng đồng hồ, Tôi sốt ruột hỏi vọng vào xem có chuyện gì. Cậu nói vọng ra. Cậu đang chờ cho nước nguội. Hóa ra cậu tú xả toàn nước nóng 80 độ vào chậu, rồi trần chuồng đứng đợi nước nguội. Cậu toại chỉ hành hạ tôi duy nhất có mỗi một việc, đó là phải ngồi nghe cậu đọc thơ. Cậu làm nhiều thơ lắm, hàng trăm bài, phần lớn theo đường luật, đọc bài nào cũng na ná như bài nào, mây, gió, trăng sao, là quan yêu đời, tin tưởng ở tương lai tươi sáng, cậu chép thơ của mình vào một quyển sổ tay bằng nét chữ đẹp và chân phương. quyển sổ thơ cậu bọc kỹ trong túi ni lông, có dây chun chẳng bên ngoài, lỡ đi đâu gặp mưa khỏi ướt. thơ cậu không dở, nhưng chả có gì đặc sắc. tôi nhẫn nại ngồi nghe hết bài này đến bài khác, thỉnh thoảng làm ra vẻ tâm đắc ý nọ tứ kia, làm cho mắt cậu sáng lên phấn khởi. cháu cũng hiểu thơ đấy nhỉ gần đây cậu toại sinh sự. Sinh sự là từ mà bà dì ruột tôi đặt tên cho sự việc xảy ra với cậu. Cậu yêu. Cậu yêu say đắm một người đàn bà ngoài 30 tuổi, nhan sắc trung bình, làm nghề cô nuôi dạy trẻ ở một làng ngoại thành Huế. Người đàn bà này bị một kẻ lừa gạt buông lời ngon ngọt sau đó mà sinh với hắn một đứa con gái rồi hắn ù té. Nhà tôi không có con trai, tưởng cô sinh cho tôi con trai, chứ con gái tôi đâu cần mẹ kiếp, giả sử có đẻ ra con trai cho mày mà bùng thì mày vẫn cứ bùng. Cô ta một mình nuôi con, sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng và làng xóm. Không biết cậu tọa quen người đàn bà này vào dịp nào, ở đâu, hình như cũng đã mấy năm. Tháng rồi, nhân dịp dỗ ông ngoại tôi, bà dì về quê ra kể chuyện cậu tọa sinh sự tôi mới biết. Cậu xin đưa cô người yêu về ra mắt họ tộc nhân dịp cả đại gia đình có mặt đông đủ cả họ nhảy đựng lên gần tám mươi tuổi rồi mổ tiền liệt tuyến thay thủy tinh thể cả hai mắt rồi mà còn yêu với đương ông chấm dứt cái trò này đi kẻo con cháu nó cười cho không có lỗ mà chui xuống đất đâu gì tôi kể cậu mày ngang như cua dám công bố với mọi người rằng đó chính là tình yêu của cuộc đời cậu rằng bây giờ cậu mới biết thế nào là yêu rằng muốn ra sao thì ra cậu không bao giờ bỏ người đàn bà đó tình yêu là cái mà ta không bao giờ có thể lý giải nhưng chuyện một ông già gần kề miệng lỗ mà lại bắt đầu yêu và yêu say đắm thì quả là người tân tiến như tôi cũng không hiểu nổi càng không thể hiểu cái người đàn bà trẻ kia cô ta có được những rung động gì bên cạnh một ông già nghèo kiết xác tài sản duy nhất là một tập thơ mà không nhà xuất bản nào thèm đọc lướt qua nhưng sự thực là họ yêu nhau có lẽ người đàn bà kia cần một tấm lòng đàn ông yêu thương hơn là cần một tấm thân đàn ông tình ái cậu toại dành dụm tiền mấy tháng lại mua vé tàu hỏa khổ thân cậu mua vé ngồi thôi tiền đâu mua vé nằm cậu về thăm cô người yêu bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của bà con làng xóm lâu lắm rồi cậu toại mới lại ghé nhà tôi ở chơi ba ngày như những năm tháng trước đây trông cậu khỏe khoắn nhanh nhẹn hơn trước giọng nói cũng sang sảng hơn có phải tình yêu làm cho người ta tăng thêm sinh lực chúng tôi chả đả động gì đến câu chuyện tình của cậu tôi vai cháu không được hỗn cậu là bể trên cậu nghĩ là có nói ra tôi cũng sẽ không thông cảm chỉ rách việc chúng tôi lại ngồi đọc thơ của cậu mới sáng tác cậu đọc ngân nga và tôi nghe với vẻ chăm chú giả tạo vẫn là những bài thơ tuy mới viết nhưng không có gì khác những bài thơ trước sáu mòn và công thức. Không hiểu vì sao tôi bỗng đứng bật dậy. Cậu vứt những bài thơ rỗng tuếch này đi. Cậu tội bị bất ngờ, há hốc mồm nhìn thằng cháu từ xưa đến nay vẫn một mực lễ phép với cậu mà nay dám đỏ mặt tía tai quát vào mặt cậu. Tại sao cậu không làm thơ về tình yêu của cậu, về những gì cậu thực sự rung động, về những khoảnh khắc chờ đợi, về niềm vui gặp gỡ, về tất cả những gì đang cháy trong tim cậu? không nhất thiết phải là thơ đường, mà thể loại nào cũng được, thậm chí không cần cả vần nữa, miễn đó đúng là những xúc cảm thơ chân thực nhất mà ta không thể nào không ghi lại. Tôi tại sao, tại sao một hồi, mệt quá ngồi phệt xuống. Cậu toại lặng lẽ cho quyển sổ thơ vào túi ni lông, buộc mấy sợi dây chun, cất vào túi sách. Hôm sau cậu ra về, trả thèm chào tôi lấy một tiếng. Tuần sau, tôi nhận được lá thư từ cậu trong đó không có gì ngoài một bài thơ cậu mới viết. em cho tôi bốn mùa. em cho tôi mùa xuân. tim tôi tràn nhựa sống. một nhành hoa lay động. một cánh chim cuối trời. em cho tôi mùa hè. phượng đỏ reo trong lá. tôi thấy mình trẻ quá. nắng tràn dâng lên mồi. em cho tôi mùa thu. tôi lặng yên suy nghĩ cuộc đời ta bình dị như những cánh cúc vàng em cho tôi mùa đông gió heo may xe lạnh tôi biết mình cô quạnh vì em xa xa xăm em cho tôi ngàn năm để được yêu em mãi đó là bài thơ hay nhất của cậu mà tôi được biết tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn bình yên sau cầu vồng chưa phố lắng xuống thành một bức tranh. Mọi người tản mát ra tìm kiếm chỗ ngả lưng trên cái hè đường lở lói nhưng sạch sẽ. Quanh đó, những con phố khác nằm thong rong. Chốc chốc lại có một con đường khác nhỏ hơn, cũng vắng vẻ, không một bóng xe, bóng người, chạy cắt nhau ở một góc xưa nào đó rồi đi tiếp. Xung quanh, lá vẫn cứ lác đác rơi. Khôi nói, em nghe có mùi gió biển không? An gật đầu, cô tựa lưng vào tường, lạnh vì rêu ẩm ướt sau lưng. những đám rêu tươi tắn sau mưa, tuần rồi bão về, khôi hoãn chuyến đi này. mưa thì có gì vui, khôi nói. an bỗng thấy mưa chẳng có gì vui thật, tuy cô đã từng thích nó. bây giờ cô còn cần có khôi hơn nữa. mỗi lời của anh êm ái mà như mệnh lệnh, cô tuân theo mà thấy yên lòng, có thể ngủ ngon. đám du khách tựa lưng vào tường, cả gật nằm ở đây có thể ngửi mùi gió mặn từ biển mùi lúa chín trải dài trên lối vào thành phố thành phố nhỏ như một cái làng phượng đỏ suốt đường đi bao quanh những lò gạch có khói bay lên nghi ngút rồi có những bóng người cặm cụi trên đồng những con chó lăn mình vào dạ cuộn tung lên khôi luồn tay qua tóc an cánh tay anh khỏe mạnh êm ái anh ngậm lấy tài cô anh yêu em An nghe mắt cay cay. Với Khôi, cô không cần phải nói gì nhiều. Tất cả cứ tuần tự đến, điều lành này nối tiếp điều lành kia. Tựa vào anh đi. Khôi nói, An nghiêng người về phía anh, chân duỗi ra, chiếc giày vải lỏng dần và rơi xuống đường. Cánh tay Khôi chậm rãi khép cô lại. An chỉ kịp nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ anh hóa to như một sợi dây thừng và màu da ngực đỏ ao vì nắng giờ thì an không còn nghĩ ngợi gì nữa rồi cô cảm thấy hạnh phúc quá hạnh phúc đến nỗi luôn phập phồng về một bất chắc nào đó nhưng khôi không như những người thành đạt khác anh chỉ yêu mỗi mình cô duy nhất độc đoán và khi buông mình theo anh cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa đám du khách tỉnh dậy sau một giấc ngắn vặn vẹo người và nhìn quanh bằng ánh mắt vui vẻ khôi thức an dậy lắp chiếc giày vải vào chân cô và bóp chặt người an nóng gian. Mọi người nối đuôi nhau vào phố. Những con đường trong phố chính cũng im lìm tĩnh vật với những bức tường dày cũ kỹ, vỡ từng mảng lớn, buồn bã. Thỉnh thoảng ở một góc bất chợt, lại lộ ra một chiếc ghế gỗ dài quạt quẹo và một đống ngói có bụi bay lên lơ thơ như khói. Khôi kéo ăn lùi về sau. Gió nơi đây không thổi lên cao mà lăn đi lăn lại trên đường chiếc váy rộng có quấn chân cô rồi lại xòe ra như múa. Khôi cúi xuống. Em đẹp lắm. An cười, thì thầm. Cắn đi. Khôi cắn lấy tai cô. Em đẹp lắm. Tiếng của anh lùng bùng rơi xuống, lạ lẫm như tiếng ai khác, khô héo giả nua. An quay đi. Khôi đuổi theo, chân nhẹ như chân mèo. An chạy. Nhưng cô biết thế nào rồi anh cũng đuổi kịp. Trò chơi này đã diễn ra biết bao nhiêu lần rồi và bao giờ cô cũng bị bắt kịp, bao giờ cũng thế thôi. Khôi bắt kịp cô ở chân cầu, tóc An rối tung lên và mặt đỏ bừng. Hai tay Khôi nắm lấy vai cô thật chặt, chặt đến nỗi trong một thoáng cô nghĩ, thôi rồi, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ta được nữa. Khôi khỏe thật, hơi thở của anh ta thành luồng hầm hập. An chợt thấy sợ cô nói giọng lạc đi theo người ta đi anh phía trước đám du khách đã vào trong cầu mái ngói xưa chụp xuống thật thấp khiến bên trong tối om một vài người nán lại bên ngoài ngẩn ngơ với những viên gạch đã mòn nhẵn ở lối đi an không hiểu nổi họ nhưng cũng không thấy lạ trước kia cái gì đối với cô cũng thật mới thật lạ nhưng từ ngày có khôi cô hiểu ra rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra được không có gì có thể thoát khỏi tầm tay của một người khi y đã muốn. Và Khôi là hình ảnh của thế lực đó, đẹp đẽ tự tin, và mạnh, rất mạnh. Cầu lợp mái lom khom như chùa, chốc chốc lại có một chiếc xe kéo sồng sộc chạy qua, làm những vòng kém treo tòn ten lại được dịp rung lên những tiếng đùng đục. Một thằng bé mặc quần cộc lộ đôi chân khẳng khiu như cỏ đứng tựa bên thành cầu nhìn đám du khách lạ bằng đôi mắt tròn xoe. Khôi điều an đi, tay anh quàng lấy vai cô chắc như một cái khuôn đúc sẵn. Thằng bé ngước lên, mắt đầm thắm lạ lùng. Mời ông bà mua tranh. Nó nói, tay hướng vào một gian mờ mờ tối. Bên trong, du khách đang tụ lại bên những tranh lụa mềm mại giản dị, vẽ một cánh đồng, những cánh cò, thiếu nữ và những đóa sen. Những đề tài quen thuộc, vô vị, nhưng dễ làm mát lòng người lối vào đi qua một cánh cửa lớn màu khói kết bằng những chấn song chạm trổ tròn trịa hai bức tường có lẽ đã lâu lắm rồi chưa được sơn phết lại vằn vẹn những vệt ố vàng ở đó có cửa sổ hẹp trổ ra ngoài vừa đủ để hai cánh đá long có thể đong đưa qua lại mà không chạm phải phải tường của nhà bên an đứng tựa cửa nhìn xuống dưới nhà một dòng nước màu rêu chảy lững lờ bọt sủi lên lăn tăn thành những đám nhỏ khôi đến đầu mũi dài chạm vào tóc cô em đã có mùi kinh rạch rồi an giật mình lánh sang một bên mũi anh trượt dài trên tóc cô và phía sau một giọng đặc như ám khói cất lên sền sệt con rạch này không có mùi trong góc nhà một người đàn ông đang ngồi bên chồng giá vẽ đã xếp lại khuôn mặt anh ta xanh xao nhưng lạnh và mắt sắc cực sắc anh ta nhìn anh như điện. Cô rụt người lại. Khôi nhún vai. Xin chào. Xin chào. Anh ta đáp lại, giọng chậm rãi. Đám du khách vừa ra khỏi cầu. Bây giờ đã có một bầy trẻ con đuổi theo họ, thuyết minh về phố cổ bằng cái giọng líu lo. Trong nhà lặng lẽ hẳn. Một tiếng động đều vang vang, rội qua rội lại trong từng góc âm u, luồn qua những tấm rèm và những quả chuông và tạo nên thứ âm thanh kỳ lạ mà an chưa từng nghe bao giờ an bây giờ lại thấy chiếc váy của mình cứng như một khúc gỗ và cách thắt lưng như lỏng dần đi nhưng cô vẫn đứng yên tay khoanh trước ngực xung quanh những bức tranh treo la liệt trên tường khôi quay lại mắt anh sâu và lấp loáng nắng phản chiếu từ tường bên dường như khôi lúc nào cũng có thể đọc được ý nghĩ của người khác an lúng túng khôi nói giọng cứng và khô tôi thích bức này trong góc phòng là một bức tranh đầy ắp màu xương mờ mịt với một đốm hoa màu lửa an không biết liệu khôi có thật sự thích bức tranh ấy không cô chưa bao giờ kiểm soát được những điều anh nghĩ chưa bao giờ tôi không bán được người đàn ông đáp giọng nhẹ nhàng nhưng thở ơ và sau đó là im lặng im lặng dài văng vẳng nhà bên có tiếng một bà mẹ nào đó đang gọi con, giọng ngân lên như hát. có lẽ đã chiều rồi, khôi đổi chân, mặt nặng như trì. người đàn ông ngẩng lên, môi cử động nhẹ như cười nhưng không cười. anh ta nói. tôi cũng thích nó. an nhớ đến thằng bé. người dân ở đây thật lạ. mắt họ to, nhìn thẳng và dường như không mảy may rung lên bao giờ. an lùi về phía sau bóng khôi to lớn cũng đổ về phía sau, hằn lên nền nhà như một vệt loang khổng lồ. an biết khôi không bao giờ chịu từ bỏ quyết định của mình như vậy. không bao giờ. khôi lặng lẽ đặt tiền lên bàn, chậm rãi, điềm tĩnh. người đàn ông ngước lên, mắt như dại đi. anh ta nhìn khôi, dò hỏi, nhưng chỉ bắt gặp một khuôn mặt rắn lạnh như đá. ánh mắt anh ta chạm phải an, long lên như sốt cô nghe thấy tiếng cọ nhẹ nhẹ của mọt gỗ, có lẽ phát ra từ phía cổ sổ. Nơi ấy mưa nắng suốt ngày rồi còn gì. An khoanh chặt tay lại, nghe tiếng tim của mình đập không còn rõ nữa. Và cô nhìn ra ngoài, cũng không thấy gì rõ rệt. Chiều đã xuống thật rồi. Trên tường nhà bên, màu nắng vàng hóa trắng nhợt rồi sẫm lại, lộ vẻ tàn tạ. Người đàn ông cúi xuống, anh ta nói. Không, khôi cất tiền vào túi, anh quay lại, cầm lấy tay an, bàn tay anh ươn ướt, anh nói. cảm ơn. an đứng khuất sau thân hình đồ sộ của khôi, đợi. cảm ơn. người đàn ông đáp bình thản. an theo khôi bước ra ngoài, lòng nhẹ nhõm. qua cầu là một con phố khác, cũ treo đầy vòng vàng xuyến ngọc, an thích những thứ này, cô quanh quẩn mãi bên những gian hàng đó có rất nhiều nhẫn và vòng làm bằng đá đen, đen nhánh. Khi đi bạn bè dặn, thứ ấy dễ vỡ lắm. An nói, và Khôi đã mua cho cô thật nhiều. Tối, Khôi chọn một quán ăn có gác cao. Ở đó, An nhìn ra ngoài thấy cả một rừng mái nhà xếp lớp như vầy cá. Cô tần mẩn đếm từng mái ngói trong ánh sáng âm u của trời. Rồi cô chạy từ đầu này đến đầu kia của gác để đón gió biển với gió đồng khôi nói anh đi tìm nhà trọ bạn bè cô nói ở đây làm gì có nhà trọ nhưng cô vẫn để anh đi cô đang muốn ở lại một mình cô đã yêu khôi biết chừng nào và cũng sợ anh nữa nhưng giờ khôi đã gần gũi hơn nhiều rồi anh như một đứa trẻ hiền lành biết nghe lời cô có thể ôm lấy cái đầu to lớn của anh vào lòng có thể làm cho cái hàm răng khỏe mạnh ấy gặm nhấm lấy mình mà không hề có cảm giác ghê sợ nào cả khôi của cô không phải là kẻ mạnh Bây giờ cô mới thật sự tin điều đó. Khôi của cô cũng rất người, cũng có khi thất bại và điều đó làm cô hạnh phúc biết bao. Càng về khuya, cả hai thứ gió cùng đậm dần khiến cô không phân biệt được mùi vị của gió nào nữa. Cô quay lại, thấy Khôi đang đứng ở một góc, ủ rột. Cô cười, ôm lấy anh, nói: "Đi thôi." "Đi đâu?" Khôi hỏi. "Tìm một góc phố" khôi cười, ừ tìm một góc phố. Một góc phố cũng thật khó tìm. Đám du khách đã lăng xăng díu rít chia phần cái vỉa hè cũ kỹ, sạch sẽ mà nay trở nên thân thuộc. Một chuyến đi xa, một đêm ngủ ngoài trời, ở một thành phố cổ xưa vắng lặng, không còn gì hơn nữa. Khôi tìm được một góc kín đáo ở gần sông, ngay chân một bậc thềm kiên cố, nơi hồi sáng có một người đàn ông ra biểu diễn với hai chú khỉ lấu lỉnh đạp xe đạp. An trải tấm dù ra, kéo thẳng từng góc với vẻ đảm đang của một người vợ. Bây giờ cảm giác ấy hoàn toàn chắc chắn trong cô. Mọi người cũng đã yên vị, họ nhìn An bằng ánh mắt vui vẻ. An cảm thấy hạnh phúc, cô kéo tay khôi nằm xuống. Khuya trăng lên vẳng vặt, con phố đầy ấp dáng người ngồi nhưng yên lặng. Khung cảnh này đẹp quá, lạ quá, và an nghĩ có lẽ đây chính là điều mà người không thể tạo ra được. người chỉ là một cái gì rất nhỏ, rất vô nghĩa, chỉ là những chiếc bóng, những dáng ngồi mà thôi. khôi chống tay nhìn xuống, lấy một ống tre dài đặt giữa hai người. an cựa mình, chạm phải chiếc ống tre chạm trổ li ti như ra một con rắn. khôi nói. bức tranh. im lặng. không có gió, cũng không có mùi đây không phải sông mà chỉ là một con rạch nhỏ con rạch này sẽ chạy luồn qua chiếc cầu cũ ký đó sẽ sủi lên từng đám bọt nhỏ lăn tăn li ti có màu rêu và hết khôi tiếp giọng đều đều cuối cùng anh đã mua được nó an lặng người cô nằm vòng hai tay ra sau gáy nhìn lên trời nhớ khuôn mặt như sốt của người đàn ông trong phòng tối và tiếng không như nghẹn lại của anh ta vậy là khôi của cô đã thắng, khôi mạnh hơn tất cả. Khôi quay sang cắn lấy tai An. Em muốn xem không? mắt An nặng chịu. Cô mệt quá, mệt như thể bao nhiêu kiêm mệt trong ngày dồn về. Cô lắc đầu. Không, khôi lẩm bẩm. Đó không phải là một bức tranh đẹp. An không nghe thấy gì. Cô đến nghĩ đến bức tranh mù xương ấy, nó có vẻ gì đó như cô giờ đây, mờ mịt khôi nằm giang ra, hai tay chắc như dây thừng cuộn tròn dưới đầu. Xong việc. Anh nói và nhắm mắt lại. Nửa đêm, An thức dậy, khôi đang ôm lấy cô rất chặt. Trên cao trăng sáng vòng vặc, như một ngọn đèn riêng cho hai người khiến cô không thể nào ngủ lại được nữa. Mắt cô giáo hoảnh. An không nghĩ gì cả, nhưng càng lúc cô càng thấy ngạt thở, cô cố sức đẩy cái chân nặng nề của khôi ra, Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn biển lặng. Biển lặng, mặt trời đã lên cao vài tầm con xào, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống mặt biển hồng như rát ngọc. Sóng nhấp nhô loáng bạc, thuyền của anh vừa thả lưới xong, tiếng máy di dầm lướt về phía mặt trời. Đội thủy thủ đã ngủ, họ nằm trong khoang trên mui, áo phanh ra bay phần phật như ngọn lửa. Ánh nắng nhuộm người họ vàng rộn như thỏi vàng mười anh thong thả đi về phía lái trại áo bạc, gối đầu lên cuộn dây thừng ẩm nước. vòm ngực căng phồng, anh thở hít không khí biển cả khó nhọc. mắt anh căng lên nhìn trời, vòm trời cao thẳm, vô số các đám mây trắng mỏng bay và tan loãng vào màu xanh. nếu như mọi khi, sau một đêm làm việc cật lực, có tiếng sóng du, gió nhẹ anh đã ngủ say. hôm nay anh không ngủ được, cứ chợp mắt anh lại nghĩ đến mẹ khuôn mặt mẹ đau đớn, co rúm chập chờn mờ ảo trước mắt, rồi anh bừng tỉnh, giấc ngủ tan biến. Xung quanh anh chỉ có biển và mặt trời rực rỡ, rực rỡ đến đơn điệu. Ông thuyền trưởng già, ngồi cầm lái đằng kia, lặng lẽ phì phèo điếu thuốc vẫn sâu kèn nhìn anh thở dài. Anh chăn chọc xót xa trong nhịp buồn của biển. Nỗi nhớ và lo sợ về mẹ day dứt trong anh. Hồi con bà ngoại, bà thường kể cho anh về mẹ mẹ là cô La giỏi giang, chăm làm và lận đận nhất làng trài. Là chị của bốn em nhỏ, mới tí tuổi La đã phải quán xuyến việc nhà. La ơi! Ra bến gánh cá về cho cha. La ơi! Tắm rửa cho các em. La ơi! Cám lợn còn chưa nấu đấy. Cô La nín lặng làm xong hết mọi việc. Lũ em thì như quỷ suốt ngày nghịch bùn cát con lợn ái cứ trở la về là học lên rên gì. Những đêm hè trăng sáng la hay ra biến sông tắm giặt, lúc đó cô mới trở về cái hồn nhiên của người con gái. Đắm mình vào nước dưỡng sóng, trong ánh vàng ngời ngợi, là hát thầm câu hát lạy cá thần truyền đời trong làng trải nghèo khổ. Cá vàng ơi! Cá vàng ơi! Giúp ta được sống với người ta yêu! Lấy chồng cô la càng cực nhọc hơn, chồng cô là chàng trai biển khỏe mạnh, hiền lành. Anh giấu tình yêu của mình với cô gái kia trong vòm ngực căng phòng và ánh mắt nhìn mê dại. Hai người đến với nhau trong một đêm hè lộng lẫy, bến nước choáng ngợp trong ánh vàng vắng vẻ. Cô La tắm một mình, bị chuột rút khi đang bơi giữa dòng sông. La thả lỏng cơ bắp trôi theo nước cuốn rồi từ từ chìm xuống. Lúc la mở mắt thấy cả người mình được nâng trên đôi tay khỏe mạnh nổi cuộn cơ bắp của chàng trai. La chỉ kịp thì thầm. Xấu, nhìn trộm đàn bà tắm. Chàng trai cười. Anh phải lòng la từ lâu. Cái tai nạn bất ngờ của la thành điều may mắn cho anh. Anh nâng tấm thân chắc lặn đặt nhẹ lên mảng luồn rồi nói, tôi sẽ cưới la làm vợ. Hạnh phúc của la thật ngắn ngủi. Một cơn bão dữ bất ngờ ập vào vùng biển chồng La và hai chục dân trải không về nữa. La ôm chặt đứa con trai vừa đầy tuổi gào khóc dọc bến sông. Từ đó cô không ra tắm ở bến sông nữa. Cô trở thành bà La quá bụa, sống héo hắt ở túp lều tranh cuối làng. Những đám mây trên biển ban chưa bao giờ cũng óng à hơn đất liền. Anh nhìn một cụm mây tựa hình mẹ ôm con. Khuôn mặt người mẹ đâm chiêu ngó mãi xa về xuống trần gian. Mẹ ơi! giờ mẹ đang vật lộn với bệnh tật, còn anh lại linh đinh trên sóng biển. Anh tự nguyền rủa mình sức dài vai rộng mà chẳng đỡ đần chăm sóc được mẹ. Thân phận anh không vượt qua thân phận của cha, cũng chỉ là người đánh cá thuê cho các ông chủ. Anh nhớ khi chiều đến gặp ông chủ nhiệm hợp tác xã xin phép nghỉ đi biển ở nhà chăm sóc mẹ, ông gắt. Nếu nghỉ thì nghỉ hẳn, lên cạn mà làm việc phụ để thuyền cho người khác đi ngày kia xã tổng kết phải có cá mực ngon đón đại biểu trên về lên cạn là mất việc anh lầm lũi đi như kẻ có tội kẻng hợp tác vừa báo mẹ bừng tỉnh thấy anh ngồi bó gối cuối giường bà khóc sao không đi nghề ngồi đây mà chết đói cả nhà mẹ chưa việc gì đâu anh gạt nước mắt bước xuống thuyền ông thuyền trưởng già nhìn anh thở dài trăng hạ tuần trôi về đây đỏ quạch như máu cá ươn gió nổi biển dậy sóng vỗ ầm ầm con thuyền hếch mũi đi về hướng đông qua sải nước mười lăm thuyền còn đi nữa muốn có cá to phải ra khơi xa hòn nẹ đã ở sau lưng như chiếc thúng úp còm cõi trên cánh đồng xám bạc xa xa hòn bò hòn thịt cũng đơn côi như vậy biển đối với anh cũng lạ lẫm cuốn hút càng đi đến cuối trời anh lại nhớ đến giấc chiêm bao của mẹ. mẹ anh kể đêm ấy trăng rằm sáng lắm trên bầu trời mùa thu cao vợi. dòng sông sung hư ảo, sương răng như lụa, con thuyền nhỏ, mẹ trèo đưa anh xuôi theo dòng sông ra khơi, dập dềnh theo gió trăng huyền bí. anh ngồi phía đằng mũi, quay mặt nhìn mẹ nhịp nhàng thả trèo cắt nước. mặt nước ống ánh sắc vàng hắt lên khuôn mặt mẹ. dưới vầng trăng mỏ quạ, dáng mẹ thon thả như cô tiên ngồi gõ phách trong bức tranh. váy lĩnh, áo lụa nâu nền nã, mẹ như thoát tục sau bao năm còm cõi, anh hồi hộp hỏi mẹ giọng lạc hẳn đi. đi đâu mẹ ơi. ra với cha con. cha con hiện ở đâu. phía xa kia. phía xa có những đốm sáng lóe lên rực rỡ giữa màu đen đục của mặt biển. làng xóm nào ở đó hòn đảo nào ở đó người già thường kể cứ đi theo hướng này sẽ đến cái vô cùng của trời biển gặp làng ma xóm ma có người còn cam đoan rằng có đêm thuyền lạc giữa sương mù bỗng gặp một làng xóm đông vui tấp nập bóng người bóng nhà họ mừng quá hú gọi thì tất cả vụt biến mất cồn ma đấy nơi dồn tấp những oan hồn chết ở cửa sông vùng biển trôi ngụ về đây mẹ đang trèo thuyền ra đấy sao ra cồn ma, anh thì thầm hỏi mẹ. khẽ chứ con, ra xóm tiên con ạ, à. ra với cha. chẳng có làng ma, cồn quỷ, chỉ có xóm tiên. xóm tiên do mẹ biển hung dữ và dịu hiền lập ra cho những đứa con vất vả cả đời với biển cả về đây nghỉ ngơi. cha anh đang ở đó, cha là con của mẹ biển. con thuyền cứ trôi đi mờ ảo, mẹ mãi miết trèo xung quanh lãng đãng trong sương mù có nhiều con thuyền đang trèo ra xóm trên. Đêm như dài ra vô tận. Sức lực của mẹ dồn ra trong đêm này bằng cả sức lực của quãng đời mẹ sống. Nhớ những đêm, làng xóm vắng lặng, gió thổi xào xạc. Rặng che sau nhà, đom đóm lập lòe ngoài mái tranh. Mẹ dậy thắp nhang bàn thờ cha rồi thức trắng đêm, ngó ra ngoài trời mong đợi. Tiếng lạo xạo của con chuột chạy trong buồng, tiếng vù vù của cánh rán nhưng chẳng bao giờ có tiếng chân hối hả của cha từ bến cá trở về mẹ mong bước chân đó còn anh nằm gọn trong vòng tay mẹ ngủ anh chấp nhận cái lẻ loi thiếu hụt tình cha chỉ biết có mẹ mẹ vắng nhà cả ngày anh lủi thủi chơi một mình ở mảnh sân nhỏ đầy rêu và lá rụng trời chán anh lại ngồi bậu cửa ngóng mẹ chiều nhỏ mặt mẹ mới tất tả về đôi quang gánh nhẹ tênh trong mùng chỉ có vài ống gạo, bó rau và chiếc bánh đa cho anh. Mẹ bận cơm nước, giặt rũ đến tận khuya. Một chút đêm còn lại, mẹ ngồi mong bước chân cha. Cho đến đêm nay, mẹ trèo mãi như xuyên qua thế giới này đến thế giới kia. Nơi trăng sao mọc lộng lẫy, nơi quằn quại những con sóng bạc, nơi cái ác hủy diệt, cái thiện khai sinh. Cái phút thuyền gặp xóm tiên là lúc anh mơ màng thiêu thiêu nghe đâu đó tiếng người như gió thoảng. Đến xóm tiên rồi con ơi! Một làng trải hiện ra, bồng bềnh trên mặt biển lung linh màu sắc. Những ngôi nhà sạch sẽ líu díu chân người bước lên sàn. Nhiều loài cá đẹp dương vây bơi lội trong xanh biếc ánh lân tinh. Có một người đàn ông đã ngồi bên mẹ. Mẹ vẫn ngồi yên nhịp nhàng đẩy mái chèo cho thuyền bơi dọc các lối ngõ. Anh run lên khi bàn tay người đàn ông xoa mái đầu anh một cảm giác ấm áp ruột thịt lan tỏa trong anh anh gọi cha ơi anh nhìn khuôn mặt mẹ rạng rỡ anh rút mái tóc đấm xương vào ngực cha vòm ngực rộng nở nang tỏa nồng mùi biển cả cha xòe bàn tay trước mặt anh trong đó lấp lánh nằm gọn một con cá vàng mắt trong veo hai vệt đỏ chạy dọc theo lườn con cá vàng thần con cá mơ ước của những người đi biển ai đó được con cá vàng thần này thì bao giờ cũng có may mắn trở thành người thủy thủ tài ba. Đời cha anh không có. Bao năm dòng cha anh đã ở ngoài biển săn tìm con cá vàng thần cho anh. Anh nhìn mẹ, mẹ nhìn anh qua là nước mắt vui sướng, thỏa mãn. Ta có cá vàng thần rồi con ơi. Anh đón con cá nhỏ từ tay cha, nhẹ nhàng thả xuống biển. Cá vàng dương vây bơi một vòng quanh thuyền rồi lượn ra khơi thế là anh có bè bạn trên biển, anh khua tay gọi theo, hẹn gặp cá vàng thần. tiếng anh vang ngân, vỡ òa trên biển, anh vươn người với theo, bỗng ngã nhào xuống biển. anh bừng tỉnh, mở mắt, nắng quái buổi chiều đốt cháy ra mặt. con thuyền lắc mạnh, mây đùn phía xa, chân trời đang xám xịt, anh đã gặp lại giấc mơ của mẹ. bên cạnh anh một con cá loáng bạc theo sóng vọt lên thuyền, không phải cá vàng thần trong mơ trời sáng đã lâu nhưng căn buồng vẫn âm u đôi cánh cửa gỗ mọt khép im lìm suốt ngày một vệt sáng mảnh qua khe hở in trắng mở trên tường người ấy nằm bất động trên giường lờ đờ nhìn vào vệt sáng đó người ốm là một bà già teo tóp như đứa bé lên mười bà bị bệnh dữ đã đến thời kỳ cuối cùng mấy ngày rồi bà không ăn được gì chỉ uống nước múc ở giếng lên nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng bỏng trong vòm ngực. Bà trôi bồng bềnh trong đám sương mù của nỗi lo sợ và chập chờn các cơn mơ về quá khứ. Từ khi biết cầm đũa và miếng cơm ăn, đằng đẵng 60 năm trời bà có bao giờ được thành thơi. Gái quá một con, đòn gánh trên vai đầu đường xó chợ, bà tần tảo kiếm sống. Rồi bà trở thành xã viên một hợp tác xã nông nghiệp. Không biết cày, không biết cấy, bà trần vai gánh phân gánh đất làm việc tạp vụ để kiếm chút công điểm không đủ ăn bà lại chui lùi mua gánh rau mớ cá chạy chợ kiếm thêm những năm đó bà già sọt người đi để lo cho thằng sơn có miếng cơm manh áo thằng sơn không được vào học cấp ba phải đi dân công hòa tuyến rồi vào bộ đội bao nhiêu bom đạn bao nhiêu mất mát đợi chờ bà vẫn có thằng sơn trở về nguyên vẹn trời phật thương bà cả vàng thân phù trợ cho bà. Đêm qua khi tỉnh thấy thằng Sơn vẫn ngồi đấy, bà đã đuổi nó đi. Bây giờ công ăn việc làm là khó khăn lắm. Đời thằng Sơn vất vả lận đận hơn cha nó ngày xưa. Đại dự báo có lốc ngoài khơi sao thuyền vẫn ra khơi đánh cá thế này. Chiều hôm qua đứa cháu về khoe dối rít, bà ơi! Bên trụ sở hợp tác có nhiều cờ, biểu ngữ đẹp lắm, cả chiếu phim nữa rồi từ chập tối, tiếng dao thớt bát đĩa từ trụ sở vọng sang, lũ chuột đã giết lên cuồng loạn, cánh rán vù vù bay suốt đêm. Gần sáng ông già lân mù vác nhị ra chợ sớm kiếm ăn hát ý ố một mình. Tính tang con cá vàng thần. Kẻ đi xe cúp kẻ lần không ra. Trước lúc đi chợ, chị con dâu còn hỏi. Mẹ ơi! Hôm nay oi lắm, mẹ có ăn gì mát, con mua bà lắc đầu lịm đi, tim co thắt, thở hắt ra khó nhọc, sương mù lan tỏa trước mặt bà. Bà lại mơ thấy giấc mơ ngày xưa, nhưng lạ thay bà thấy mình biến thành cá vàng thần dương vây đỏ rực bơi theo thuyền của thằng Sơn, xua cả một đàn cá thu vào lưới. Tiếng thằng Sơn và bạn bè nó cười vang cả biển rồi biển cồn sóng dữ, lốc bão ập tới. Thuyền của thằng Sơn hụp lặn chạy theo hướng đi của cá vàng thần vào bờ yên lành bà bị hất lên bờ nằm thoi thóp thở ngộ quá bà trừng mắt bây giờ đã sang chiều lũ chuột chạy giáo cả sang trụ sở hợp tác xã vết nắng ở cánh cửa biến mất căn buồng im ắng thân xác bà trống rỗng vòm ngực có cái gì đó đang vỡ ra vỡ ra tiếng chân người chạy loạn bên trụ sở hợp tác có lốc có lốc một cơn gió lạnh hất tung cánh cửa căn buồng người ốm một chiếc lá vàng bay trong cơn gió mạnh. Đứa cháu gái chạy về hét lên. Bà ơi! Vừa nhác thấy chân trời phía đông lừng lững một cột mây đen từ biển vút lên, ông thuyền trưởng giả la lớn. Lốc dài, có lốc dài các con ơi! Thủy thủ vội chặt đứt dây kéo lưới, thuyền quay về hướng đất liền. Cả mặt biển tối sầm lại, Sơn cùng ông thuyền trưởng ghi chặt tay lái, khẩn cầu lạy trời, lạy biển, lạy cá vàng thân phù hộ chúng con. lạy mẹ, cho con về với mẹ. một đợt sóng và một đợt sóng nữa, con thuyền cuốn trong lốc. một đợt sóng phủ qua thuyền, có cái gì dẫy đành đạch dưới chân anh. anh ngó xuống, một con cá vàng có hai sọc đỏ chót ở lườn đang nằm thoi thóp thở. mẹ ơi, cá vàng thân đấy ư, ông thuyền trưởng la lớn. May rồi, đánh lái chạy theo hướng đàn cá vàng các con, ta sẽ thoát khỏi lốc dài. Sáng ngày hôm sau, trong đám tang của bà La, cả đội thuyền của Sơn lầm lũi đi theo. Khi hạ huyệt, họ nhẹ nhàng thả xuống một chú cá vàng có hai sọc đỏ âu, con cá mà cả đời bà La mong ước. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nếu có bất cứ phản hồi gì bạn hãy bình luận phía dưới nhé đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất thân ái chào tạm biệt